mong muốn đưa cá chình, một giống cá giàu chất dinh dưỡng cho giá trị kinh tế cao về nuôi tại Quảng Bình. Kỹ sư trẻ Trần Mạnh Thịnh, công tác tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản Ba Nha Trang, đã quyết định về quê khởi nghiệp. Cá chình Thăng Hoa và cá chình Tiến Vua là hai sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Mai Thịnh đã đạt OCOP 4 sao tỉnh Quảng Bình năm 2022. Đó cũng là hai trong rất nhiều sản phẩm mà công ty Mai Thịnh sẽ đem đến trong chương trình Điểm hẹn OCOP kỳ này. Chương trình phát sóng trực tiếp trên kênh QBTV và trên fanpage YouTube Truyền hình Quảng Bình của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình vào lúc 10 giờ ngày thứ Bảy, mùng 9 tháng 9 năm 2023. Quý vị và các bạn nhớ đón xem và tương tác với chương trình. Nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón quý vị.